À, kính thưa quý vị bà con thân mến, hôm nay cũng mình đưa tiễn một người anh trong xóm để lên nơi yên nghỉ cuối cùng để đi hỏa táng đây. Thì anh ấy thì cũng trụ cột trong gia đình, do anh ấy mất thì bỏ lại hai đứa con và một người vợ chăm sóc bà mẹ già. Thì hôm nay Thắng miền Tây đến đây để quay clip này để chia sẻ cho mọi người và sau đó để làm kỷ niệm cho con cháu. Thì hôm nay thì Thắng miền Tây cũng chia sẻ truyền thống của đồng bào Khmer trước khi đem ra hỏa táng như thế nào. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ clip này gửi đến cô chú anh chị để xem để hiểu rõ hơn trước khi phong tục đem ra để thiêu để hỏa táng nha quý vị. Thì hôm nay mình làm clip ngắn để cho cô bác độ hiểu rõ hơn. Đây thì trước khi phong tục đem ra hỏa táng thì mình sẽ vào trong để cho các bạn tìm hiểu thêm ta trước khi đem ra khỏi nhà người ta tụng kinh và chuyển gì. Thank you.
Này cũng có một vị pháp sư để đưa linh hồn của anh đi về nơi yên nghỉ cuối cùng, và cũng dắt linh hồn anh đi đúng nơi đúng chỗ, về nơi Phật pháp nha quý vị. Đây. Đây cũng hết một lời người rồi quý vị. Thì do anh bệnh cũng có chứng bệnh, nhiều chứng bệnh, rồi anh chích mũi thứ hai thì anh yếu dần thì anh sẽ ra đi mãi mãi luôn quý vị. Thì mình chia sẻ cái video này thì mong cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình. Thì cũng còn có hai đứa con thôi, với một người vợ chăm sóc một bà già. Thì ảnh là một trụ cột trong nhà đó, làm thì sống qua ngày thôi. Thì mong cô chú thấy cái hình ảnh này, video này thì giúp đỡ cho gia đình. Đây mình có để số điện thoại bên dưới để dễ liên hệ nha. Thì nói chung gia đình cũng đi mần mướn mần thê, người ta để sống qua ngày thôi quý vị. Thì trụ cột thì mất đi thì quý vị cũng sẽ cũng biết rồi, thì gia đình khổ như thế nào. Thì hôm nay Thắng miền Tây để chia sẻ cho cô chú anh chị biết rõ về hoàn cảnh này. Thì cũng anh cũng có một căn bệnh, cũng nhiều căn bệnh đó quý vị, thành ra chết mũi hai thì anh chịu không nổi thì anh ra đi vĩnh viễn. Thì hôm nay Thắng miền Tây chia sẻ cái video này cho cô chú anh chị được nắm bắt rõ hơn. Hôm nay cũng anh em trong xóm đâu đưa tiễn rất nhiều quý vị. Đó, anh em trong xóm cũng đưa tiễn rất nhiều, dù căn bệnh cũng đang hoành hành nhưng mà cũng bớt rồi quý vị, xóm mình cũng bớt rồi, thành ra anh em cũng đưa tiễn anh lên tới chùa để cho yên nghỉ cuối cùng, cũng quả thiêu thôi quý vị. Thì theo phong tục người Khmer thì thường thường thì là quả thiêu thôi. Thì mình sẽ chia sẻ cái phong tục tập quán của đồng bào Khmer trước khi thiêu và trước khi đem ra khỏi nhà như thế nào để cho anh chị nắm bắt rõ hơn. Hôm nay cũng tiện đưa anh lên đường để về nơi ăn nghỉ cuối cùng cũng rất đông. Thì anh ở trong tình làng nghĩa xóm, anh cũng ở đời rất là nhiều người thương mến. Thì anh cũng mần mướn ăn thuê quanh năm gì đó quý vị. Thì hôm nay Thắng miền Tây chia sẻ cái video này lên để cho cô chú để hiểu rõ.
rồi đồng thời sư cũng có đánh trống để lo thoát tiếp đón của linh hồn của anh nha quý vị. Đó, trước khi vào chùa thì sư cũng có đánh trống để kêu gọi hồn của anh vào chùa. Đó. Rồi vợ ảnh nào quý vị, vợ ảnh đứng trước á với con, người con cũng trả hiếu cho cha để cạo đầu để xin vô tu vô chùa cũng khoảng thời gian nào đó thì sẽ xuất tu thôi, cũng như tu trả hiếu cho cha thôi quý vị. Đó, bà con cũng lại đây cũng đóng góp chút đỉnh để giúp đỡ gia đình đó. Thì Thắng miền Tây chia sẻ cho quý vị anh chị rồi xem được biết rõ hơn cái phong tục tập quán của đồng bào Khmer. À, trước khi đem đi quả táng như thế nào? À, trước khi đem đi quả táng thì cũng có làm nghi thức lễ để cho tiện đưa linh hồn anh, và có các vị sư tiếp đón và tụng kinh để cho cái linh hồn anh được sớm được siêu thoát về nơi Đức Phật. Đây thì hôm nay Thắng miền Tây cũng chia sẻ với cô chú anh chị để nắm biết rõ hơn. Amen.
đồng thời cũng có để bao thơ để cho những vị sư đây để cúng dường vị sư đó quý vị, cũng có để bao thư đó là con của anh thì có cúng dường các vị sư để ra đón tiếp người cha mình đã lên chùa để cho được siêu thoát, thì cũng có đồng thời cũng có để một chút cái lệnh gì đó cúng dường cho chư tăng. Đồng thời cũng có pháp sư dắt đường lối để cho anh được siêu thoát lên thiên đàng đó, ta đang kéo chỉ đó quý vị. Vậy là xong, tiếp tục đi quả tán nha quý vị. Đó là vậy là sư đã tụng kinh xong, đã đón tiếp anh vào chùa để được quả tán, để cho linh hồn anh được sớm được siêu thoát. Thì tiếp tục đi vô lò thiêu và làm những phong tục gì thì mời cô chú cùng mình để xem cái phong tục quả tán của người Khmer như thế nào, thì mình cũng đồng thời chia sẻ cho cô chú anh chị nắm bắt rõ hơn. Trước khi đem lên quả tán thì có phong tục đó là đi 3 vòng nha quý vị. Thì clip trước thì mình cũng có nói 7 vòng, không phải, đó là 3 vòng. Đó là khiêng đi 3 vòng như vậy mới là đem lên khiêng lên lò quả tán của ông Lục, thiết pháp và tụng kinh để cho linh hồn anh được siêu thoát nữa. Thì bắt đầu quả tán sau đó thì anh em chờ hết cái cho cốt rồi bắt đầu lụm thôi. Lụm để trong cái hũ nhỏ để đem về thờ cho con cháu thờ, còn không thờ thì mình chính làm tuần đó thì mình gửi vào chùa đây quý vị. Đồng thời cũng đi 3 vòng nha, cũng có cái vị sư dắt đường linh hồn anh để cho đi đến nơi về nơi cực lạc và nơi Phật pháp nha quý vị. Thì hôm nay Thắng miền Tây cũng chia sẻ với quý vị là cho hết câu chuyện của đồng bào Khmer phong tục quả tán như thế nào đây quý vị. Thì clip trước mình cũng có nói mà nói không có rõ ràng, không có hết đó, cái này cũng như đi 3 vòng nha quý vị. Cái phong tục như vậy thì đi đúng 3 vòng thì đem lên lò rồi ông Lục thuyết pháp rồi sẽ tụng một bài kinh để xuống thì quả tán cho anh. Thì hôm nay Thắng miền Tây chia sẻ với quý vị là cho rõ ràng như vậy. Thì clip trước thì mình nói có 7 vòng thì không phải nha quý vị, mình xin lỗi, mình ưa nói lộn á, mong mọi người thông cảm. Đây đồng thời cũng anh em đưa tiễn rất đông luôn quý vị. Dù bệnh dịch thì anh cũng có sống trong làng trong xóm thì cũng không có mất lòng ai, anh rất thì hiền hậu. Đây sau khi đủ 3 vòng thì vị sư, mấy người khiêng vị sư đó thì ngừng lại để làm lễ tiếp tục, sau đó đưa cái
cái hàng lên chỗ nơi hỏa táng rồi ông Lục lòng kinh thì hạ xuống sẽ châm lửa và hỏa táng thôi quý vị. Đây các cụ cha cũng như là gọi là pháp sư để điều hành cái buổi tang hôm nay để một cũng đồng thời một đứa con trai của anh thì cũng trả hiếu cho cha bằng cách là mặc áo cà sa để tu trong chùa để cho trả hiếu cho cha những ngày cha nuôi nắng nuôi dưỡng con khôn lớn đó quý vị. Thì phong tục như vậy thì mình biết sao mình nói với quý vị như vậy. Rồi. Đây sau khi làm lễ xong cũng đi ba vòng xong thì anh em đưa cái quan tài lên chỗ lò thiêu thì sau đó thì ông Lục tiếp tục để tụng kinh và thuyết pháp một bài để cho linh hồn anh được sớm siêu thoát thì sẽ châm lửa hỏa táng thôi quý vị. Thì hôm nay Thắng Miền Tây chia sẻ với quý vị rõ ràng hơn câu chuyện về phong tục tập quán của đồng bào Khmer lễ thiêu hỏa táng như thế nào. Thì hôm nay Thắng sẽ quay rõ ràng cho cô chú 53 dân tộc anh em đều nắm rõ hơn và hiểu biết về phong tục tập quán của đồng bào Khmer. Đây thì cũng có ta chấp sắp củ trước đó quý vị để cho người có tẩm dầu nữa rồi sau đó người ta mới châm lửa và lên đó là cũng bắt đầu cuộc đời cũng về cõi Phật và cõi tiên đàng. Đây quý vị. Nên anh em cũng trong xóm cũng đưa tiễn rất đông để tiễn đưa anh lần cuối. Thì do dịch bệnh nhiều thì cũng hơi ít rồi đó quý vị. Thì đưa tiễn anh lên lần cuối để cho anh về chúc anh cũng về khỏi thiên đàng. Mô Phật. Nên trước khi hỏa táng thì sư có thuyết pháp một bài và kệ nha quý vị. Yeah.
Sau khi để xuống quả táng thì con cháu đồ dòng họ rồi cũng chụp hình làm cũng như kỷ niệm ngày anh đã ra đi. Vĩnh viễn thì con cháu cũng có làm một tấm hình để kỷ niệm ngày này, để nhớ tưởng người cha hoặc người chú, người anh của mình ra đi mãi mãi. Thì hôm nay Thắng miền Tây cũng chia sẻ hết cái câu chuyện của quả thiêu như thế nào của đồng bào Khmer, cho quý vị tìm hiểu và nắm bắt thêm. Đây, sau khi làm lễ xong cũng vị pháp sư làm phép để hạ cái hòm xuống để quả táng thôi quý vị. Đó. Đó, bắt đầu anh em chuẩn bị hạ xuống nha. Hạ xuống thì bắt đầu châm lửa quả táng thôi, là cuộc đời hết từ đây. Thì chúc linh hồn anh cũng sớm về nơi cõi Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây, đời người rất ngắn ngủi quý vị. Đây cũng hạ xuống rồi nha quý vị. Đó. Rồi sau đó thì tiếp tục châm lửa để quả táng thôi quý vị. Đây bắt đầu châm lửa, có một người đại diện đứng ra để quả táng nha quý vị. Bắt đầu châm lửa, bắt đầu thiêu thôi. Đây quả táng thôi quý vị đó. Mình chiếu cận cảnh cho quý vị xem nha, để cho quý vị biết cái phong tục tập quán của đồng bào Khmer như thế nào. Đây quý vị, lửa bốc lên nè quý vị, quá nhanh luôn. Này quá nhanh luôn quý vị ơi, cháy quá lớn luôn rồi. Đó. Mong anh ra đi thanh thản và mau tàn cho để cho con cháu hưởng được phước báo của anh. Thì sau khi thiêu thì mình quả táng xong thì người ta cào ra đây nè quý vị, ta cào ra đây rồi pháp sư sẽ tụng một bài kinh để đọc chú rồi gì đó, rồi mới lại khui ra đây để hốt cho cốt thôi. Thì mình chia sẻ tới đây thì cũng mình không có đợi thiêu xong được 2-3 tiếng là quý vị, thì mình chia sẻ với cô bác anh chị tới đây. Thì cũng quý lóc Thắng miền Tây cũng xin chào và hẹn lại video tiếp theo của mình. Thì mong anh em xem ủng hộ quý lóc Thắng miền Tây. Chúc cả nhà xem vlog Thắng miền Tây nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn lại video tiếp theo của mình.